Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện tại Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 81 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Từ khi Tần Vũ đi khỏi Từ Huyền Phủ lại yên lặng hẳn. Hôm nay Hồng Quân cũng đã tiến vào trong bế quan. Khương Lập mỗi ngày chỉ có thể cùng cháu gái Tình Nhi chờ người trở về. Mà La Băng và Bạch Y Thần cả ngày cũng như nàng, trong lòng đều mong nam nhân trở về. Lại nói Tần Vũ đi rồi, nha đầu cũng vì lời hứa tu luyện lúc trước thường xuyên đi tới tìm Hồng Mông, Lâm Mông cùng với Tần Thạch Thiên, ba gã trưởng khống giả. Mà sau khi được bọn họ chỉ điểm, tốc độ tu luyện của nàng ngày càng nhanh, lúc này đã gần tới hạ bộ thiên thần, tin rằng chỉ qua mấy trăm năm có thể đạt tới cảnh giới siêu việt thần vương. Bất quá tư chất của nha đầu cũng khiến cho ba vị trưởng khống giả phải nhìn nhau. Muốn trở thành thần vương, có người nào không phải trải qua sinh tử kiếp số đây? Hơn nữa còn phải trải qua một thời gian rất dài. Tốc độ của tiểu nha đầu kia lại quá nhanh, không thể tưởng tượng. Hơn nữa lại có hỗn độn linh bảo gia trì, trong tương lai nhất định sẽ cao hơn cả Tần Tư lúc trạng thái đỉnh cao. Nói đến Tần Tư, trải qua hơn 100 năm đối với nghiên cứu càng thêm thấu đáo, đồng thời một lúc có thể diễn hóa ra nhiều khốn sát kiếp trận pháp. Nói về uy lực, không kém Kiền Khôn đại trận của Tần Vũ là mấy, coi như là đã có đột phá mới. Một ngày, hai đạo ánh sáng ngọc cực nhanh xẹt qua tinh không trong Hồng Mông vũ trụ, dừng lại tại một không gian bị bẻ cong, phía trước hiện lên hai thân ảnh. Chính là Đại Viên Thiên Tôn Hầu Phí cùng với Trưởng Lôi Thiên Tôn Hắc Vũ. Hầu tử, ngươi nói đồ đệ Tôn Ngộ Không đã bị giam ở trong không gian này sao? Hắc Vũ nghi hoặc nhìn không gian uốn khúc kia, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hầu Phí gật đầu. Ta có thể cảm giác được Tôn Ngộ Không ở đây, bất quá 100 năm qua chưa có biện pháp đột phá thoát khỏi không gian này, mà ta càng không có khả năng đó. Hắc Vũ lắc lắc đầu. Từ khi đại ca đi, hình như cả vũ trụ đều hỗn loạn, bọn họ đều đã thay đổi. Hầu Phí nói tiếp. Lúc trước ta đã hỏi qua Hồng Mông, mà hắn nói Ngộ Không bị phong ấn cũng chính là ý của đại ca. Điều này khiến ta không thể hiểu nổi, cũng không biết đại ca làm thế rốt cuộc được cái gì đây. Hắc Vũ ánh mắt một đường nói. Ta nghĩ đại ca làm vậy nhất định phải có nguyên nhân, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy. Hầu Phí kêu lên một tiếng đau đớn. Ta cảm giác được trong không gian uốn khúc này có lực lượng không tầm thường, ta sợ Ngộ Không sẽ có chuyện. 100 năm qua Tôn Ngộ Không và Bạch Viên bị phong ấn trong không gian kia, thủy chung không có biện pháp phá vỡ được hỗn độn khí. Hầu Phí cũng là cực kỳ lo lắng cho đồ đệ, cho nên mới gọi Hắc Vũ đến đây để hỗ trợ, cũng là trợ giúp Tôn Ngộ Không ra khỏi không gian này. Hắc Vũ nhíu mày. Người làm như vậy ta mới sợ hắn có chuyện đấy. Hầu Phí trừng mắt nói. Ai da, tạp mao điểu, người không giúp cũng được, dù sao có người cũng thừa. Vừa nói, một cây côn màu xanh tím đã nắm trong tay. Nó chính là Thiên Tôn Linh Bảo đã được Tần Vũ cải tạo lại, nhất thời phát ra khí tức mãnh liệt. Không đợi Hắc Vũ kịp phản ứng, một côn của Hầu Phí đã phóng đi, chính là uy thế của kinh thiên côn pháp. 72 đạo côn ảnh cuồn cuộn nổi lên như một đợt sóng tím, song không gian này lại thần kỳ cứng rắn, ngay cả Hắc Vũ cũng rất khiếp sợ. Hắn biết rõ thực lực của Hầu Phí, không nghĩ rằng nó lại cư nhiên bất động như vậy. Ngay sau đó, kinh thiên 72 côn liên tiếp được xuất ra, khi thế như hồng thủy biến thành 1000 côn ảnh, cuối cùng tụ lại một nơi. Kinh thiên nhất côn từ đó mà phát ra, tạo thành cột sáng huyền thanh xanh tím, tựa như xuyên thấu cả vũ trụ, nhưng vẫn như trước không chút nào làm không gian kia nhúc nhích. Hắc Vũ cao mày thở dài một tiếng, tiến lên trợ giúp hắn. Đột nhiên một giọng nói hùng hồn cao ngang với tiếng hô vang vọng cả Hồng Mông vũ trụ, thanh âm tự hồ như là từ thiên địa sơ khai mà phát ra, không gian chấn động gây lên những đợt sóng âm thật lớn. Là ngươi ư? Trước mặt hai người Hắc Vũ xuất hiện một bóng người không có quang hoa, có chút kinh ngạc nói. Người nọ thân mặc trường bào màu xanh, nhìn qua có chút lam lũ, chân đi giày vải, cầm trong tay một trường phiên màu xám, toàn thân cổ phác không chút quang mang, giống như vạn cổ băng nguyên, là tự nhiên bất động rồi lại thấu phát ra khí thế khiến người khác khó lường. Đệ tứ trưởng khống giả Cổ Bàn. Cổ Bàn khuôn mặt như tạc, lộ ra vẻ tươi cười nói. Hai vị tiền bối đã lâu không gặp. Hầu Phí lúc này mới dừng công kích nói.
Hóa ra cổ bàn huynh đệ, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Những năm gần đây, cổ bàn cùng với cổ bàn phiên nhập đạo, nghiền nát hư không, lĩnh ngộ hỗn độn. Hôm nay cũng chính là ngày hắn xuất quan. Sau khi cổ bàn xuất quan, liền có cảm giác, cho nên nhanh chóng đi tới Hồng Mông không gian. Ta chính là muốn nói cho hai vị tiền bối, Tôn Ngộ Không còn chưa đến ngày xuất quan, không gian này phải là chính hắn tự thoát ra, người bên ngoài không có biện pháp trợ giúp hắn đâu. Cổ bàn thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy tựa như đã biết tất cả thiên địa vũ trụ không gian. Hắc Vũ và Hầu Phí xem tu vi của cổ bàn đã đạt tới cảnh giới trưởng khống giả siêu việt, ngạc nhiên nói, tại sao? Cổ bàn nói, đây là ý của Tần tiền bối, lúc trước người để cho bốn người chúng ta bế quan cũng chính là để cho có thể lãnh ngộ hỗn độn, sau đó nối bước theo tới nguyên thủy vũ trụ tham cứu thiên đạo. Hầu Phí cả kinh nói, sao, chẳng lẽ đại ca muốn Ngộ Không đi theo hắn sao? Nó có năng lực như vậy sao? Thực lực của Tôn Ngộ Không Hầu Phí hiểu rõ, bất quá mặc dù hắn đã tiếp cận tới cảnh giới trưởng khống giả, nhưng để nghiền nát hư không tiến vào hỗn độn thì cho dù là trưởng khống giả cũng không có năng lực này, Tôn Ngộ Không như thế nào có thể đây? Cổ bàn mỉm cười lắc đầu nói, kỳ thực Tần tiền bối sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi đã nắm giữ một chút vận chuyển của thiên đạo, người để chúng ta bế quan cùng với phong ấn Tôn Ngộ Không tại không gian này cũng chính là thiên lý, mà Ngộ Không sớm đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý. Khi hắn đạt được một bước lĩnh ngộ được sự huyền diệu chiến ý đó, nhất định sẽ ra ngoài thôi. Hắc Vũ nhìn trên người cổ bàn hôm nay tản ra nhiều điểm thanh quang, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ người đã có thể tiến vào trong hỗn độn không gian sao? Đối với cái nguyên thủy vũ trụ kia, hắn cũng từ Hồng Mông mà biết được một chút, cũng là cực kỳ khâm phục năng lực của Tần Vũ. Cổ bàn cũng không phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy, cổ bàn phiên của ta đã có thể đánh vỡ hỗn độn, tạo ra một thông đạo. Không chỉ có thế, bất diệt phách thể của Tiểu Quân đã ngưng luyện thành, Thiên Minh cũng đã hoàn thành 7 lần biến thân, cũng có thể sử dụng thiên đạo chi nhận khai tích thông đạo. Ta nghĩ Tần tiền bối đã sớm dự tính được việc hôm nay, cho nên mới để cho chúng ta bế quan tu luyện. 100 năm qua, tiến độ của bốn người này đã biến hóa ngất trời. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, ba người còn lại đều đã có năng lực tiến vào hỗn độn không gian. Hầu Phí giật mình nói, nguyên lai đại ca đã dự tính tất cả, xem ra là ta hồ đồ rồi, vậy các ngươi sao còn chưa đi tìm đại ca nữa đi? Cổ bàn cười cười, lấy tay chỉ vào không gian uốn khúc mà Tần Vũ tạo ra nói, thời cơ chưa đến, chúng ta còn phải chờ hắn. Hầu Phí cau mày, ngoài miệng lúc này cũng thốt ra khẩu khí không tha ai, cả giận nói, tên đồ đệ này lại khiến cho cả sư phụ ta mất mặt rồi. Các ngươi ba người đều đã có thể tiến vào hỗn độn, chỉ có hắn là bị phong ấn ở đây, thật là vô dụng quá mà. Hắc Vũ khinh miệt lướt hắn, tiểu hầu tử ngươi, cái này gọi là thầy nào trò đấy. Cổ bàn nói, hai vị không cần gấp gáp, ta đã tính qua tính lại, 27 năm sau Ngộ Không sẽ thoát khỏi đó, đến lúc đó Tiểu Quân và Thiên Minh cũng sẽ trở về, bốn người bọn ta sẽ tới hỗn độn giới tìm Tần tiền bối, bây giờ ta và hai vị ở đây cùng chờ hắn vậy. Nói xong, cổ bàn liền ngồi hai chân xếp bằng, hai mắt khép hờ như là đã nhập định, từng đạo quang hoa thanh lương xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, sau đó vòng quanh thân thể. Từ khi cổ bàn có thể tiến vào hỗn độn giới, hắn có cảm giác được một ít mệnh ký cùng với năng lực dự chi không thể hiểu. Hắc Vũ và Hầu Phí tất nhiên sẽ không đối với vị trưởng khống giả siêu việt này mà có nghi ngờ gì, cùng đợi Tôn Ngộ Không trở về. Lúc này bên trong không gian phong ấn, hỗn độn vật chất so với trăm năm trước đã có thay đổi rất lớn, tựa hồ như bị một lực lượng không ngừng thắt chặt lấy. Bên trong vang lên những tiếng hỗn tạp thong thả chuyển động, mà Bạch Viên chính là đang nằm ở trong một góc không gian, mắt nhắm hờ, mơ mơ màng màng nhìn bộ dạng đang đại phát lôi đình của Tôn Ngộ Không. Kim quang bắn ra bốn phía, chiến ý như nước sông Trường Giang đổ về. Tôn Ngộ Không cầm trong tay một đạo kim quang đẹp mắt, kinh thiên côn pháp đã phát huy tới trạng thái đỉnh cao, mà trăm năm trôi qua cho tới bây giờ hắn cũng không có nghỉ ngơi. Chiến ý mãnh liệt phảng phất vĩnh hằng vĩnh viễn không tiêu giảm, so với trăm năm trước càng thêm đại thịnh. Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ cũng không có mệt mỏi, ngược lại trải qua 100 năm điên cuồng tiết ra chiến ý, điên cuồng lại cảm giác được tinh lực vô cùng, mà cỗ hỗn độn chất này dường như đã bị chiến ý này điều khiển. Tôn Ngộ Không bây giờ đã có cảm giác được bản thân có thể miễn cưỡng phân giải đám hỗn độn chất này. Giờ phút này
sau hơn 100 năm cuồng chiến, đột nhiên lại ngừng lại. Hắn dừng tại bên cạnh một đoàn khí thể, đột nhiên con mắt sáng ngời, hưng phấn chạy đến bên cạnh Bạch Viên lớn tiếng nói: "Ta rốt cục đã lĩnh ngộ được rồi, nguyên lai là như vậy, ha 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 ha." Bạch Viên nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt đảo lên đảo xuống. Tôn Ngộ Không hăng hắc cười nói: "Ta đã hiểu ra căn cơ, căn nguyên thật sự. Nguyên lai 100 năm qua không phải hỗn độn khí chế ước ta, mà chính là kinh thiên côn pháp. Lão Tôn ta đây chỉ cần lĩnh ngộ một loại côn pháp mới, nhất định có khả năng đả thông đám hỗn độn chất đáng kiếp này, ha 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 ha." Bạch Viên ngáp dài một cái, hoàn toàn không để ý đến Tôn Ngộ Không đang hưng phấn, liền kiếm một cái hố ngủ tiếp. Quay lại không gian của Tần Vũ, sáng ngày hôm sau, ở trong phòng Tần Vũ hãy còn đang ngồi xếp bằng nhập định trên chiếc giường gỗ, tâm vô ngoại vật, ngưng thần định khí, giữa trán phù động một tia vật chất hỗn độn như ẩn như hiện, mỏng như tơ, khó nhìn thấy. Đối với cảm ngộ hỗn độn, Tần Vũ bây giờ đã có thể nói là chớm nhìn thấy con đường đi, tưởng muốn nắm giữ càng nhiều lực lượng nguyên tố, cho dù Tần Vũ có thiên tư đặc biệt hơn người, cũng cần phải có một thời gian dài để lĩnh ngộ. Chiều nay, Tần Vũ đang đắm chìm trong huyền ảo của hỗn độn, theo bốn loại lực lượng nguyên tố đã lĩnh ngộ từ trước không ngừng thấu triệt. Tần Vũ đã có thể cảm nhận được phong, lôi hai loại nguyên tố pháp tắc, mặc dù rất mơ hồ, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa sẽ lĩnh ngộ hoàn toàn. Chỉ có điều, theo như lời Trác Tam Huyền nói, lĩnh ngộ lực lượng nguyên tố này bất quá là một chút quá trình cơ sở mà thôi, giống như là một tiểu hài tử tập bước đi, đợi cho đến khi lớn lên cứ tự nhiên theo đà mà diễn hóa lực lượng nguyên tố trong hỗn độn. Nghe nói lúc 12 tuổi, Trác Tam Huyền đã có thể diễn hóa được 6 loại lực lượng nguyên tố cùng với nguyên lực tính mệnh. Bởi vậy, có thể thấy được cái này cũng không khó, mà cái khó chính là cường độ diễn hóa và năng lực nắm trong tay mình. Nghe nói môn chủ hỏa huyền môn có thể làm cho hỏa diễm bên trong vật chất hỗn độn diễn hóa, trải qua sự khống chế của hắn, hình thành một luồng hỏa diễm lực lượng siêu cường như cuồng phong bão táp. Đương nhiên, cái này cần phải phối hợp với một số ứng dụng của pháp quyết, cũng chính là mức độ thành thạo trên phương diện kỹ xảo, cũng giống như Đế Thích Thiên vận dụng thiên đạo chi nhận xuất ra được thiên đế quyết. Bất quá trừ lần đó, làm cho Tần Vũ thấy nghi hoặc chính là thiên địa hai loại nguyên tố. Tại dưới đáy biển, trong lúc lĩnh ngộ, ông rõ ràng cảm nhận được hai loại pháp tắc tiềm ẩn này, nhưng tựa hồ toàn cả Tà Phong Thành này không có người nào hiểu rõ. Quả thực có một chút không thể tưởng tượng. Lúc này, bốn loại nguyên tố pháp tắc Tần Vũ đã vận dụng, mặc dù có chút không trôi chảy, nhưng cũng không có loại lực lượng riêng biệt nổi bật nào, cho nên cũng bỏ qua ý nghĩ chuyên tu, nhất tâm lĩnh hội lôi, phong hai loại lực lượng nguyên tố. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trác Tam Huyền hùng hùng hổ hổ chạy vào, xem ra qua một đêm tu dưỡng, thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều. "Đại thúc, lo lắng như vậy, có chuyện gì không?" Tần Vũ từ trong nhập định tỉnh lại, mỉm cười nhìn Trác Tam Huyền, thở hổn hển như trâu, mà Trác Tam Huyền lại hình như vừa mới từ một cái tinh cầu khác chạy như điên về đây, nét mặt già nua đã bị dồn nén thành tử sắc, khàn khàn nói: "Không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi, Tử Cực Tinh sứ giả bị người giết chết rồi." Tần Vũ trong lòng hơi kinh hãi, thấp giọng nói: "Chuyện này đã qua hơn 100 năm, sao bây giờ mới điều tra ra?" Lúc trước Tử Cực Tinh sứ giả chết ở trong tay Tần Vũ, sự tình hôm nay đã trôi qua hơn 100 năm, nếu như bại lộ thì đã bại lộ từ lâu rồi mới phải, tại sao mãi tới bây giờ mới nhận được tin tức? Tần Vũ nhất thời có chút khó hiểu. Trác Tam Huyền tự hồ nghe lời Tần Vũ nói, nhìn sắc mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ, run giọng nói: "Ân nhân, người Tử Cực Tinh sứ giả không phải là người giết chứ?" Tần Vũ nhướng mày, đối với Trác Tam Huyền hắn cũng không muốn giấu giếm chút nào, gật đầu nói: "Không sai, trước đây ta tới Tử Cực Tinh, người này ám toán ta, bất đắc dĩ mới hạ sát thủ, bất quá chuyện này đã xảy ra hơn 100 năm trước, bây giờ mới hồi báo là sao?" Trác Tam Huyền nghe mà con ngươi muốn nhảy ra ngoài, bất đắc dĩ vỗ vỗ đùi thở dài nói: "Ân nhân, có điều không biết rồi, Tà Thần vũ trụ này có 3 đại tinh hệ tồn tại, tới hàng trăm, thậm chí cả ngàn tinh cầu, thành thị lại đạt tới gần cả vạn, trong đó nếu như thiếu đi chỉ có một người cũng không tính là gì, giống như Tử Cực Tinh dân số vượt quá 100 vạn, cũng như Tà Phong Thành này, Tà Thần giới mới 150 năm sẽ lại tiến hành siêu tra, xác nhận nhân số và thẩm tra năng lực của lãnh đạo giả tại các thành thị.
Hơn nữa, tinh cầu sứ giả này cũng có thể trong mỗi lần kiểm tra mà tiến hành thay thế. Hôm nay đúng hạn, tà thần giới siêu tra thương thần tinh hệ của chúng ta, tử cực dĩ nhiên cũng đang lục soát tại đó. Nói như vậy, họ đang siêu tra đến nơi này. Nguyên lai là như vậy, vậy sẽ như thế nào đấy? Trác Tam Huyền vẻ mặt sầu khổ nói. Chung quanh tinh cầu tà phong tinh này, phần lớn đều chỉ có sứ giả trông coi, cũng không có thành thị, cho nên tà thần giới đã hoài nghi là người của tà phong thành chúng ta làm, cho nên tiến hành kiểm tra đại quy mô. Ngoài ra còn nghe bọn chúng nói, vì có chiến tranh ở tiền tuyến, cần phải chọn lựa tu huyền giả có tu vi cao thâm, tổ chức thành binh đội, đi trước tới thất tuyệt tinh để chiến đấu với chiến thần giới. Thất tuyệt tinh hệ này cũng là chiến trường chính hiện nay trong cuộc chiến giữa chiến thần giới và tà thần giới. Ánh mắt Tần Vũ nheo lại, trong lòng tự hồ có manh mối hỏi. Đại thúc, những đội ngũ tham gia siêu tra của tà thần giới tổng cộng có bao nhiêu người? Trác Tam Huyền lắc đầu. Có bao nhiêu người ta cũng không biết, nhưng bọn chúng nếu đã có thể sinh sống ở tà thần giới, tu vi có thể nói là cao thâm khó lường. Chỉ e rằng bên trong tà phong thành này cũng tìm không ra người nào có thể so với bọn chúng mạnh hơn. Ấy chà, ân nhân, những ngày này ngàn vạn lần ngài không nên ra ngoài, xem ra cần phải tránh tai họa này mới được. Tần Vũ cũng không muốn gây nhiều chuyện, huống hồ cao thủ của tà thần giới thực lực khó lường, lập tức gật gật đầu. Mấy ngày nay Trác Tam Huyền mang theo Lý Bất Phàm cả ngày bôn ba ở bên ngoài. Hôm ấy Lý Bất Phàm cầm hỗn nguyên bán được 1200 thần thạch, sau đó ra một tháng phí dụng cho ba người, còn lại 600 thần thạch. Trác Tam Huyền biết rõ sớm hay muộn cũng thế, hắn bây giờ đã không còn năng lực đi giết ma thú tam cấp, định mượn 600 thần thạch làm một ít vốn để mua bán, mỗi ngày có thể thu vào hơn 10 thần thạch, có thể miễn cưỡng dùng cho chi phí sau này. Còn Trác Linh Nhi thì ở trong phòng Tần Vũ cả ngày, nàng cũng là chịu mệnh lệnh của phụ thân, muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng của Tần Vũ. Phương diện này tất nhiên Tần Vũ hiểu rõ, nhưng ông sớm đã có gia thất, lúc này ngay cả cháu gái cũng bằng trang lứa Linh Nhi, ngoại trừ trên người phát ra một cỗ khí tức đàn ông, trên khuôn mặt anh tuấn như thế nào cũng không giống một người đã có cháu gái gọi bằng gia gia. Mấy ngày nay bởi vì tà thần giới tra xét, cả thành thị cũng xôn xao hẳn lên. Thành chủ, phó thành chủ cùng các đại quan viên cũng rối rít tiếp đón. Hình như các nhân vật ở tà thần giới phân lượng so với thành chủ cũng cường đại hơn nhiều. Sau đó khi công cáo tử cực tinh sứ giả bị giết chết, thành chủ lập tức hạ lệnh bắt đầu tiến hành siêu tra, làm cho lòng người hoang mang. Tà thần giới tự hồ đã điều tra ra sát thủ cũng không thuộc về thương thần vũ trụ, cho nên đối với người không có thông điệp sẽ trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Bất quá Tần Vũ cũng không khẩn trương chút nào, ông cũng không e ngại người tà thần giới tìm tới cửa, chỉ có điều muốn thông qua những người này để biết thực lực của tà thần giới đến tột cùng cường đại tới cỡ nào. Trải qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ, ông cuối cùng hạ quyết định. Toàn thành lục soát đã được 5 ngày, bất quá tà phong thành là đệ nhất thành của thương thần tinh hệ, không chỉ diện tích lớn rộng, dân cư cũng vượt quá 100 vạn, nếu phải lục soát hết cũng thật rất hao phí thời gian. Tần Vũ vẫn như trước tĩnh tọa trong phòng, cảm ngộ vật chất hỗn độn. Trải qua mấy ngày tu luyện, ông đối với việc vận dụng 4 loại lực lượng nguyên tố phát ra càng thành thục, uy lực tự nhiên cũng tăng lên. Lực lượng nguyên tố từ vật chất hỗn độn diễn hóa ra so với lực lượng nguyên tố trong hồng bông vũ trụ mạnh hơn gấp 100 lần. Không chỉ lực lượng to lớn đến nỗi Tần Vũ cũng rất khiếp sợ, đó cũng là một nguyên nhân khó có thể khống chế. Chỉ trong chốc lát, Tần Vũ ngừng lại thở sâu một hơi, chậm chạp mở mắt ra. Ông biết tiến độ cảm ngộ này không thể cưỡng cầu, đang lúc gặp phải bình cảnh, cho dù hao phí thời gian bao lâu cũng uổng công. Tần Vũ nhìn chén trà đang đặt bên cạnh, nước trà trong chén vẫn còn bốc hơi nóng, hiển nhiên vừa mới đặt xuống không bao lâu. Tần Vũ không khỏi mỉm cười. Những ngày này Trác Linh Nhi chăm sóc cho Tần Vũ có thể nói là hết sức chu đáo, từ bưng nước dâng trà tới bóp chân đấm lưng, Tần Vũ mỗi lần đều cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy thịnh tình không thể chối từ của Trác Tam Huyền cùng với khuôn mặt đỏ bừng của Linh Nhi, không nhịn được có chút dở khóc dở cười. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào vang dậy, mặc dù cách vách tường không rõ lắm nhưng Tần Vũ nghe được cực kỳ dễ dàng. Người không thể đem Linh Nhi gả cho hắn, người đã nói Linh Nhi phải gả cho ta, người nói mà không giữ lời. Vậy thì thế nào, hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta, Trác Tam Huyền ta cũng biết cái gì gọi là tri ân báo đáp, huống hồ Linh Nhi là nữ nhi của ta, không tính phiên ngươi quản.
ngươi sẽ phải hối hận. Nghe đến đây, trong lòng Tần Vũ tức thì phát run một trận, vội vàng đi tới, mới phát hiện Lý Bất Phàm đã đi rồi, chỉ còn Trác Tam Huyền sắc mặt đỏ bừng và Linh Nhi đứng ở đó lệ rơi đầy mặt. Trác Tam Huyền trông thấy Tần Vũ sắc mặt đang phẫn nộ, tức thì biến đổi chạy tới, cười nói: "Ân nhân, mau ngồi." Tần Vũ mỉm cười lắc đầu nói: "Đại thúc, hảo ý của ngài, lòng ta tâm lĩnh." Trác Tam Huyền khiếp sợ nhìn Tần Vũ, tự nhiên cũng nghe ra ý tứ trong câu nói đó, run giọng nói: Ân nhân, người nói cái gì vậy?" Tần Vũ thở dài nói: "Không giới ngạt người, ta thực ra đã có thê thất rồi, hôm nay còn có con cháu đầy nhà, việc hôn phối này ngàn vạn lần không thể được, huống hồ Linh Nhi cô nương còn trẻ, sau này sẽ gặp được ý trung nhân, ngài tất nhiên phải để cho nàng ta tự mình lựa chọn." Nghe thế, Linh Nhi khóc không thành tiếng, còn Trác Tam Huyền không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy, cắn chặt răng nói: "Kỳ thực đây là ý tứ của nha đầu ngốc kia, đúng là nàng thích ngươi rồi." Tần Vũ toàn thân run lên, kinh ngạc nhìn Linh Nhi, nguyên vốn hắn cho đây là ý tứ của Trác Tam Huyền, chỉ thấy Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tần Vũ, khẽ gật đầu: "Tần Vũ ca ca, thật xin lỗi." Nói xong, xoay người chạy vào phòng mình, nhất thời truyền đến từng hồi tiếng khóc xé nát tâm can. Trác Tam Huyền cả người sụ lơ ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Tần Vũ chứng kiến tình cảnh như vậy cũng chỉ biết thở dài. Mặt trời đã xuống núi từ rất lâu, nhưng tia nắng nẻ noi của ngày hôm nay cuối cùng đã biến mất. Tối nay Lý Bất Phàm mãi còn chưa về. Ở trong phòng, tiếng khóc giấm dứt của Linh Nhi từ từ lặng im đi. Còn Trác Tam Huyền giống như người mất hồn phách, ngồi ở trong phòng suy ngốc nhìn ra bầu trời lấp lánh ánh sao, trong miệng không biết đang lẩm bẩm những gì. Tần Vũ không nghĩ đến tự mình lại phá hỏng một gia đình như vậy, trong lòng cũng thấy áy náy vạn phần. Buổi tối, ông thử dịp đêm khuya đen tối như mực chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ông biết nếu như ở lại nơi đây, Lý Bất Phàm có lẽ sẽ không quay trở lại, mà Linh Nhi vĩnh viễn luôn sống trong thống khổ. Tần Vũ không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí là Trác Tam Huyền, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chuẩn bị rời đi. Bóng đêm dày đặc, trăng cũng không thấy bóng, từng đám mây đen lơ lửng chậm chậm trôi, vài tia sáng mờ nhạt của ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, mang đến một vẻ vắng lặng yên bình. Tần Vũ thở dài thật sâu, bước ra khỏi cửa, dọc theo đường lộ đi thật lâu, đột nhiên mấy đạo hỏa quang phóng tới, ngay sau đó bóng người chập trùng, mười mấy đại hán với thân hình cao lớn đã bao vây ông lại. Bọn họ đồng loạt mặc khôi giáp cứng chắc, cầm trong tay trường thương bén nhọn, tản ra hàn quang dày đặc. Mà Tần Vũ trong lúc nghi hoặc lại có chút bất đắc dĩ. Đi tới Tả Phong Tinh này, thần thức của ông đã bị hạn chế phát triển đến cao độ, hình như còn có cảm giác đã thụt lùi lại. Thầm nghĩ cái này phải chăng cùng với pháp tắc trong tinh cầu có quan hệ. Ngưng thần nhìn lại, đứng trước mặt Tần Vũ rõ ràng là Lý Bất Phàm, mà chung quanh hắn còn có hai người mặc trường bào tử sắc cùng với hơn 100 tên binh lính mặc giáp trụ. Nhìn thấy thế, Tần Vũ tức thì hiểu rõ vài phần. Lý Bất Phàm nhìn thấy Tần Vũ, tự hồ sớm đã phẫn nộ, lớn tiếng nói: "Ngươi, cho dù cứu tính mạng ta thì đã làm sao, lại có chủ ý nhằm vào Linh Nhi, mất đi Linh Nhi so với việc giết chết ta đâu có cái gì khác nhau." Tần Vũ bị vây ở giữa, khuôn mặt vẫn như trước, không có một tia hoảng loạn, ngược lại càng thêm lộ ra vẻ trầm tĩnh, mắt nheo lại, trầm giọng nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Lý Bất Phàm cười lạnh một tiếng: "Đừng tưởng là ta không biết chuyện của ngươi, Tử Cực Tinh sứ giả là ngươi giết, lão nhân kia đã nói cho ta biết rồi, bây giờ người của ta thần giới tụ tập nơi này, ngươi chắp cánh cũng khó thoát." Tần Vũ lạnh lùng nhìn Lý Bất Phàm, giữa trán thoáng lóe ra một tia sát khí, dùng giọng chất vấn nói: "Ngươi có thể nghĩ tới ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi?" Lý Bất Phàm nghe thế, nét cười lạnh đó chợt thu lại, thấp giọng nói: "Ta biết, nhưng vì Linh Nhi mà ta tình nguyện làm một lần ác nhân. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ siêu độ cho ngươi." "Rất tốt, ha 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 ha." Nghe Lý Bất Phàm nói xong lời này, Tần Vũ chợt phá lên cười, bốn phía binh lính đều nhao nhao khó hiểu. "Tên cuồng vọng, câm miệng cho ta." Lúc này bên trái, một tử y nhân tóc hoa râm, vóc người cao lớn đột nhiên phát ra tiếng giống giận. Một tia hỗn độn khí từ thân thể hắn phóng thích ra, vật chất hỗn độn ngay lập tức được diễn hóa thành lực lượng thủy nguyên tố. Những mũi thủy tiễn sắc nhọn xen lẫn từng tràng tiếng rít gào phá không mà đến. Tần Vũ rõ ràng nhìn thấy
quá trình diễn hóa vật chất hỗn độn cực kỳ huyền diệu. Xem ra Tử Y Nhân đối với việc khống chế hỗn độn đã đạt tới một cảnh giới rất cao. Thủy tiễn bay tới trước mặt, thân thể Tần Vũ vẫn không nhúc nhích chút nào. Chỉ thấy một cỗ vật chất hỗn độn đen nhánh chợt hiện ra trước người, hình thành một bức tường. Thủy tiễn đâm vào trong bức tường, giống như trâu chui xuống biển, một đi không trở lại, biến mất không còn tung tích. Đại ca, cảnh giới của tu huyền giả này không đơn giản, ta xem ít nhất hắn cũng đạt tới đại huyền cảnh, có nên bắt hắn đi Thất Tuyệt Tinh Hệ hay không? Lúc này tên Tử Y Nhân có dáng vẻ khòm khòm bộp chộp cười nói, xem ra hình như đã nhìn thấu được tu vi của Tần Vũ. Hắc Y Nhân cao lớn hừ lạnh một tiếng, tội danh ám sát sứ giả không phải là ta và ngươi có thể gánh được. Người như thế cho dù không giết tại tà thần giới cũng không thể giao được, huống hồ bây giờ còn không tới phiên hai chúng ta quyết định sinh tử. Cứ theo như quy củ mà làm đi, giết. Trong khoảnh khắc, chung quanh thân thể cao lớn của Tử Y Nhân đã hình thành một cái cột nước cao đến hàng trượng, giống như một con thủy long phát ra tiếng gầm giống, từ giữa không trung nhắm hướng Tần Vũ bổ nhào xuống. Tần Vũ trong lòng cả kinh, người kia diễn hóa lực lượng thủy nguyên tố tự nhiên như khống chế ngón tay của mình, nhưng muốn khống chế thành trạng thái như thế này rất khó khăn, xem ra sau này còn phải tìm tòi nghiên cứu cho thấu triệt mới có thể có đột phá. Trong lúc suy tư nhưng không có mảy may chú ý, thủy long đã vọt xuống tới, hung hăng đánh vào bức tường hình thành từ vật chất hỗn độn dày đặc đó, làm cho Tần Vũ thối lui hai bước. Tuy nhiên thủy long cũng bị hỗn độn khí xé nát tan tành, ào ào rơi đầy trên mặt đất. Tử Y Nhân lưng khòm, ánh mắt thoáng cao lại, giọng nói khàn khàn quát lên, giết tên khốn này. Ngay lập tức hơn 100 tên binh sĩ vung trường thương đâm tới. Tiếc là Tần Vũ tại trong tinh cầu này bị bó tay bó chân, vô luận là thần thức, thân thể, ngay cả vận chuyển lục đạo luân hồi cũng đều có cảm giác cực kỳ ngưng trệ. Nếu như ở Hồng Mông vũ trụ, bất luận kẻ nào ông cũng không để vào mắt, nhưng ở nơi đây sớm đã không thể giống như vậy rồi. Tần Vũ một mặt tế ra Tử Vân Kỳ, một mặt phóng hỗn độn kiếm ra. Trên thanh kiếm cổ xưa mặc dù không có chút quang mang phong nhận nào, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chặt gãy mấy cây trường thương, nhất thời làm cho đám binh sĩ đang xông lên bị bức phải lui lại. Tử Y Nhân giơ cao cánh tay lui trở về, có chút phẫn nộ nói, ta rất muốn thử xem tên khốn này có bao nhiêu phân lượng, tới phiên ngươi. Một bên Hắc Y Nhân lồn thấp cười lạnh một tiếng, cha cha, nếu đã có thể giết chết Tử Cực Tinh sứ giả thì cũng chứng tỏ thực lực của tên khốn này dứt khoát không phải là đại huyền cảnh giới. Đơn giản như vậy ư? Hắn cũng không giống như người của chiến thần giới, quả thực là có hứng thú mà. Ta không quan tâm hắn là người từ nơi nào đến, dựa theo quy củ thì nhất định phải chết. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Tất cả nước đều thấm xuống đất rồi. Tính tình của Tử Y Nhân cao lớn hiển nhiên cực kỳ nóng nảy, so ra Tử Y Nhân vóc người khòm khòm đó thì lộ ra vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra một tia âm hiểm, khiến kẻ khác khiếp đảm cười nói, bọn ta chính là đang chờ xuống lòng đất đây, tới đây đi. Đột nhiên Tử Y Nhân lùn giơ tay vung lên, một cỗ hỗn độn khí được hắn phóng tích ra tụ rồi lại tán, toàn bộ rơi vào trong kẽ nứt trên mặt đất. Diễn biến năng lượng thay đổi ngấm ngầm này trong nháy mắt khiến cho cả mặt đất đều rung động lên, phảng phất một cỗ lực lượng cường đại tuôn tràn lên trên. Tần Vũ ánh mắt thoáng lạnh, vung kiếm chém xuống đầu một tên lính, ngạc nhiên nói, không xong rồi, vậy mà lại là lực lượng trạch nguyên tố đầm lầy ư? Nguyên tố lực lượng kia mặc dù Tần Vũ không thể khống chế một cách tự nhiên, nhưng cũng hiểu vài phần huyền diệu trong đó. Đây cũng là lý do vì sao tu huyền giả có thể hình thành nên một cái hệ chiến đấu đặc thù. Lúc này thủy nguyên tố rót vào trong lòng đất, tức thì làm mềm đi từng lớp đất, nhưng làm cho lực lượng trạch nguyên tố sáng tạo ra theo yêu cầu gần như không có dừng lại chút nào. Ngay lập tức theo diễn biến của Tử Y Nhân thấp lùn, toàn độ mặt đất sụp lún xuống. Tần Vũ chưa chuẩn bị kịp, hai chân đã chìm sâu vào trong vũng bùn, binh sĩ bên cạnh cũng đã hoàn toàn đi vào. Lý Bất Phàm đứng ở xa xa kinh hãi thất sắc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Tử Y Nhân cao lớn uy nghiêm nói, người rốt cục là người từ đâu tới, tại sao phải giết chết Tử Cực Tinh sứ giả đây? Tần Vũ nghe Tử Y Nhân chất vấn mà thân thể lại càng ngày càng lún xuống, nhưng đột nhiên chợt cảm nhận được trong lòng đất giống như đang ẩn chứa vật chất hỗn độn, thậm chí so với trên bầu trời còn muốn nhiều hơn. Tâm cơ vừa động, sử xuất ra sơn nguyên tố pháp tắc,
trên mặt đất chuyển động ầm ầm, một khối đá lớn màu xanh trắng từ dưới mặt đất trồi lên giống như một ngọn núi sừng sững, không ngừng hướng về phía trên dần mọc cao lên, cứ như vậy đem Tần Vũ nâng cao vượt ra khỏi đầm lầy. Tốc độ của ngọn núi ấy trồi lên hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều so với ao đầm trầm xuống. Tần Vũ vừa lúc thoát khỏi trói buộc, lập tức đem hỗn độn trong Tử Vân Kỳ diễn hóa thành lực lượng hỏa nguyên tố. Thời gian qua rất nhanh, Tử Y Nhân thấp lùn kinh ngạc nhìn Tần Vũ trầm giọng nói: "Vậy mà lại có thể vận dụng nhiều loại lực lượng nguyên tố, tu huyền giả này thật không đơn giản." Bất quá, Tần Vũ đối với năng lực điều khiển hỏa nguyên tố cũng không mạnh lắm. Hỏa thế đến trước mặt Tử Y Nhân chẳng những không tăng mà giảm xuống. Tử Y Nhân phất ống tay áo, liền đem hỏa nguyên tố đó chấn tan đi. Tử Y Nhân cao lớn, hiển nhiên đã không nén được cả giận nói: "Lão phu không phí thời gian với ngươi nữa, bắt long khốn tỏa." Ngay sau đó, hai tay kết một pháp ấn kỳ quái, Tần Vũ cảm giác được rõ ràng lực lượng hỗn độn kia diễn hóa ngoại trừ phạm vi to lớn, tốc độ cực nhanh và khống chế tinh vi quả thật đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Chỉ thấy trong hư không, bùn lầy cùng với hỗn độn khí tại mặt đất đang được hắn không ngừng diễn hóa thành lực lượng thủy nguyên tố. Có thể nhìn ra hắn đúng là tu vi huyền giả chuyên tu thủy nguyên tố. Đông đông đông, liên tiếp tiếng trầm muộn không ngừng vang lên. Tám cột nước cỡ ba người ôm phóng vút lên cao, dùng phương trận kỳ quái chia ra vây quanh Tần Vũ, giống như tám con thủy long hoàn toàn vây khốn đông trong đó. Lực lượng nguyên tố mênh mông như thế khiến Tần Vũ cũng rất kinh ngạc. "Được, ta nhất định phong kín ngươi." Tử Y Nhân thấp lùn cũng hạ quyết tâm, không ngừng diễn hóa làm cho diện tích đầm lầy không ngừng mở rộng, khiến Tần Vũ không còn đủ khoảng trống nữa. Tần Vũ cũng không ngờ thân đã từng là trưởng khống giả vũ trụ đi tới tinh cầu này lại chật vật như thế, vậy mà bị bức tới nông nỗi này. Lúc này đừng nói là Hồng Mông Minh Bảo, cho dù là trung phẩm hỗn độn linh bảo Tử Vân Kỳ, chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại uy lực cực lớn như thế. Xem ra tà thần giới quả nhiên không đơn giản. Lý Bất Phàm chứng kiến Tần Vũ không có đường lui, ánh mắt toát ra một tia buồn khổ, khẽ nói: xin lỗi." Lúc này Tử Y Nhân cao lớn hiển nhiên đã vận dụng thủy nguyên tố pháp tắc đến cực hạn, từng con thủy long liên tục giống giận không ngừng. Tần Vũ biết rõ trong thân thể thủy long ẩn tàng lực lượng công kích thủy nguyên tố, thậm chí so với hỗn độn linh bảo còn cường đại hơn. Nếu như bị chúng nó cắn xé, chỉ e rằng cả thân thể cũng sẽ bị kích thành bột phấn. Lập tức không chần chừ, mắt bắn ra hai đạo tinh quang, lập tức hướng lên bầu trời chụp một cái. Giờ khắc này không gian chợt sụp xuống, trong hư không tràn ngập một cỗ khí tức sinh tử lẫn lộn. Tần Vũ vốn định che giấu thực lực, có thể nói đã bị bắt long khốn tỏa của tên Tử Y cao lớn kia bức tới tuyệt cảnh. Tên Tử Y cao lớn đó đối với trình độ khống chế năng lực diễn hỏa thủy nguyên tố từ trong hỗn độn có thể nói đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tám con thủy long hoàn toàn phong tỏa đường lùi của Tần Vũ, nhưng lúc này cũng chọc giận Tần Vũ rồi. Trong đan điền vốn đang ngưng trệ bỗng nhiên ầm một cái trở nên thông suốt lại. Dòng xoáy lục đạo luân hồi thật lớn cứ như vậy không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện ở giữa không trung. Đối với lục đạo luân hồi, hai gã Tử Y Nhân hiển nhiên không biết một chút gì về loại lực lượng kỳ dị này, nhưng khí tức hủy diệt và hồi sinh của nó phóng xuất ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Vũ ở Tà Phong Tinh phóng xuất ra lục đạo luân hồi. Ầm ầm vang dội, dòng xoáy thật lớn cứ như vậy vắt ngang giữa không trung. Còn ở giữa lục đạo luân hồi, hai dòng khí đen trắng từ đầu tới cuối đan xen vào nhau, từng đám hỗn độn khí đang hướng ra phía ngoài mãnh liệt cuồn cuộn trào ra, giống như hàm của ác ma nha lanh lởm chởm, trông thật chấn động tâm can. Mà giờ phút này bắt long khốn tỏa của tên Tử Y cao lớn dùng toàn lực phóng ra, tưởng muốn ngăn chặn đã hoàn toàn không còn có khả năng, định dùng hết toàn bộ lực lượng kích về hướng Tần Vũ. Tám con thủy long tức thì quấn vào nhau, không ngừng tiến gần tới Tần Vũ. Tần Vũ thần sắc lạnh lùng, trên khuôn mặt không có một tia dao động tình cảm. Ánh mắt trong suốt kia tự như nhìn thấu hết thảy hỗn độn. Đúng trong khoảnh khắc thủy long công kích tới, từ trong miệng mới thông thả bật thốt lên hai chữ: "Thủy giết!" Lúc này lực lượng của lục đạo luân hồi ầm ầm bùng nổ, toàn cả Tà Phong Thành đều bị lay động. Cỗ lực lượng không thể tưởng tượng kia phóng lên cao, tựa hồ hết thảy cũng không để vào mắt, điên cuồng xé sách mỗi một tấc không gian. Tám con thủy long ở trước mặt lục đạo luân hồi cơ hồ giống như tờ giấy, chỉ trong chớp mắt bị xé nát thành mảnh vụn.
Thủy Long bị hủy, tên Tử Y cao lớn diễn hóa lực lượng hỗn độn cũng bị chấn động loạn cả lên, phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thần sắc hết sức hoảng loạn. Tên Tử Y nhân thấp lùn kia kinh hãi nói: "Chết tiệt, tên khốn này e là đã bước vào cảnh giới thiên mang, chúng ta phải rút về tà thần giới." Nói xong, xoay người đang định bỏ chạy. Ánh mắt Tần Vũ lạnh như băng nhìn bóng lưng hắn, trong khoảnh khắc sát khí chợt lóe lên như tia chớp quát: "Ngươi không còn cơ hội đâu, hôm nay ngay tại chỗ này ta sẽ lập bia mộ cho ngươi." Tay vung lên, lục đạo luân hồi nhất thời ào ào cuốn tới, bên trong dòng xoáy sinh tử luân chuyển, tên Tử Y nhân thấp lùn không có chút năng lực phản kháng nào, dường như lực lượng trạch nguyên tố của hắn chỉ giống như trò chơi trẻ con, trong nháy mắt bị hút cạn sạch, cả linh hồn thân thể đều hoàn toàn bị hủy diệt. Tên Tử Y cao lớn tự hồ chợt tỉnh, liều lĩnh nhắm về hướng Tần Vũ vọt tới, nhưng hắn không có thủ đoạn nào khác để công kích. Tần Vũ sắp tính đã dậy lên, vốn không định lưu lại tính mạng tên nào, lục đạo luân hồi cuốn tới, hắn cũng theo chân tên Tử Y nhân thấp lùn kia biến mất khỏi cõi đời. Tất cả những tên binh sĩ tại đây đều rơi vào trong vũng bùn do tên Tử Y nhân thấp lùn làm ra, nhân chứng còn sống sót trước mắt cũng chỉ còn lại tên Lý Bất Phàm kia đã hoàn toàn bị thủ đoạn chết người như ngoé của Tần Vũ làm cho khiếp đảm kinh hồn. Tần Vũ cũng không có vội vã thu hồi lục đạo luân hồi, ông có chút ngỡ ngàng nhìn đám hỗn độn giữa luân hồi đang không ngừng phát triển, mà bên trong hỗn độn lại giống như ẩn chứa một phương thiên địa khác vô cùng huyền bí lại không thể nắm bắt. Có lẽ tu vi của Tần Vũ hiện giờ vẫn còn chưa đủ để thấu hiểu, cho nên không cách nào thăm dò ra, không khỏi đành bất lực lắc lắc đầu. Nhưng điều khiến cho ông cảm thấy ngạc nhiên chính là thuận theo hỗn độn khẩu mở rộng, lục đạo luân hồi vận chuyển cũng càng lúc càng ứ động. Cũng không biết có phải vì quan hệ tới thời gian bao lâu ở tại hỗn độn không gian này, hoặc là bởi vì hạn chế pháp tắc, mà vì thế ông mơ hồ cảm nhận thấy rằng lục đạo luân hồi càng ngày càng thoát khỏi quyền khống chế của mình, tựa hồ như có một loại lực lượng rất nhỏ nào đó ở trong đó không ngừng phát sinh biến đổi. Có điều Tần Vũ cũng không muốn nghĩ quá sâu làm gì, ông hít một hơi dài nhắm hướng Lý Bất Phàm đi tới. Lý Bất Phàm tuyệt không ngờ năng lực của Tần Vũ vậy mà lại kinh khủng như thế, cao thủ của tà thần giới ở trước mặt ông ta cơ hồ có thể dùng chữ nhỏ bé để hình dung. Lúc này hắn rất thoái chí nản lòng, sớm đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu chết. Tần Vũ đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo vô hình chung đã hình thành một gỗ uy áp, trầm giọng nói: "Ngươi còn lời gì muốn nói không?" Lý Bất Phàm thản nhiên cười nói: "Chuyện tới mức này còn gì đáng nói đây, động thủ đi, ta đã chuẩn bị tốt rồi." Tần Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có biết vừa rồi vì sao mà ta cười không? Chính là vì lời nói của ngươi, chứng tỏ bản tính của ngươi cũng không phải một kẻ chuyên làm điều ác, cái này cũng cho ta một lý do không giết ngươi." Lý Bất Phàm trong lòng cả kinh, hắn thật không ngờ Tần Vũ lại nói ra câu này. Ngươi vì sao không muốn giết ta?" "Bởi vì Đại Thúc và Linh Nhi, có điều trọng yếu nhất là vì ngươi. Ngươi họ Lý, lại có một cái tên là Bất Phàm, đây là Đại Thúc để cho ngươi vùng lên, cũng hy vọng ngươi sau này có một tu vi bất phàm. Hiện giờ ta không thể giết ngươi, ngươi tốt nhất là đừng làm ta thất vọng." Ngươi vì cái gì?" Lý Bất Phàm nghi hoặc nhìn Tần Vũ, trong lòng đầy nghi vấn. Tần Vũ khẽ thở dài nói: "Đêm nay ta sẽ rời đi và sẽ không quay lại đây nữa. Hiện giờ Đại Thúc đã tuổi già sức yếu, hy vọng ngươi có thể chịu đựng, gánh vác, bảo vệ tốt cho Linh Nhi và Đại Thúc." Nói xong, Tần Vũ không để ý đến phản ứng của Lý Bất Phàm, đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đám chiến trường hỗn loạn, chỉ còn Lý Bất Phàm đứng bất động, nhìn lên bầu trời, trong đầu lo lắng suy nghĩ, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ có điều trong ánh mắt kia lại toát ra vài phần áy náy. Rời khỏi nơi này vốn là quyết định của Tần Vũ, chẳng qua không nghĩ tới Lý Bất Phàm lại đưa sự việc hắn giết chết Tử Cực Tinh sứ giả nói cho tà thần giới. Hơn nữa mới vừa rồi phát động lực lượng lục đạo luân hồi đã rung động toàn cả tà phong thành, rất nhiều nhóm thủ vệ liên tục không ngừng nhắm về nơi này vọt tới. Tần Vũ ẩn tàng khí tức, lặng yên không một tiếng động giấu mình ở một chỗ hẻo lánh trong tà phong thành chờ trời sáng. Hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên vừa xuyên qua tầng mây chiếu xuống tà phong thành, trên đường lộ đã lại ồn ào náo nhiệt, các cửa hàng đi vào công việc buôn bán thường ngày, bóng người lại tấp nập không ngớt. Tà phong thành này cũng không hổ là một tòa thành bậc nhất của toàn bộ thương thần tinh hệ. Tần Vũ mấy ngày qua né tránh ở trong phòng, lúc này mới phát hiện nơi đây quả thực là chốn phồn hoa sầm uất trước giờ ông chưa từng nhìn thấy. Có điều cuộc chiến đêm qua
cũng đã dậy lên phong ba trên cả tòa thành. Huống chi bị chết chính là người của tà thần giới. Thành chủ tà phong thành càng thêm thấp thỏm lo âu, chỉ sợ tà thần giới sẽ quy trách nhiệm đổ tội xuống, một mặt không ngừng chiêu mộ tu huyền giả, một mặt dốc hết sức truy tìm tung tích của hung thủ. Tần Vũ tối hôm qua cũng coi như làm rất gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào, mà bọn chúng thì điều tra không tới lực lượng của lục đạo luân hồi. Lý Bất Phàm cũng không có đem sự tình của hắn nói ra, vì thế Tần Vũ tịnh không bị ảnh hưởng gì. Giữa trưa hôm nay, tại khu vực phía đông nam chủ thành, dòng người bắt đầu chuyển động. Rất nhiều tu huyền giả đều tụ tập tại đây. Hỏi ra Tần Vũ mới biết được đó là chỗ chiêu mộ tu huyền giả. Nghe nói mấy năm nay binh lực của chiến thần giới phát động càng ngày càng hùng mạnh, không ngừng tiến gần tới tà thần giới, vì thế mới cần phải chiêu mộ tu huyền giả đi thất tuyệt tinh hệ để chiến đấu với chiến thần giới. Bởi vì tu huyền giả được chiêu mộ sau khi lập công trạng sẽ có cơ hội vào ở tà thần giới, điều này dẫn tới chấn động cả tu huyền giới. Rất nhiều tu huyền giả tấp nập tới đây báo danh. Mà Tần Vũ lúc này chợt có một quyết định, chính là tới đây báo danh đi thất tuyệt tinh hệ. Sau trận chiến ngày hôm qua, Tần Vũ phát hiện đối với việc lĩnh ngộ hỗn độn rõ ràng tăng lên một cảnh giới. Trong việc khống chế đó, biến hóa dù rất nhỏ nhưng cũng càng ngày càng thuần thục. Có lẽ chỉ có trong chiến đấu mới có thể hoàn toàn đột phá được bình cảnh của mình. Ngoài ra, ông còn muốn nhân cơ hội này để thăm dò cho biết tà thần giới thần bí kia. Bên trong quảng trường, tất cả đều là tu huyền giả đứng chân vai thích cánh. Những người này đối với năng lực diễn hóa và khống chế hỗn độn đều rất cao, phần lớn là các cao đồ xuất ra từ các đại tông phái, thậm chí còn có môn chủ tự mình cử người tới đây báo danh. Cho nên những người này cũng chia ra làm thượng, trung, hạ ba cấp bậc, mà cấp bậc cao thì được dùng truyền tống trận đưa thẳng tới chiến trường thất tuyệt tinh hệ. Cấp độ thấp thì phải trải qua huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể đi tới chiến trường. Hơn nữa, bị phân phối đến khu vực chiến trường nào cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Nói cách khác, người có cấp độ càng cao càng dễ dàng đạt được vinh dự, mà phần lớn người cấp độ thấp được coi như là vật hy sinh. Tần Vũ đi vào bên trong quảng trường, xa xa đã nhìn thấy tu huyền giả xếp thành hai hàng dài đang tiến hành báo danh. Còn một số đông những người tự cho mình là siêu phàm, có lẽ sợ rằng trong lúc nhất thời đấu khẩu sẽ gây ra các trận quyết đấu, cho nên bốn phía đều có trọng binh chấn giữ. Sau khi được thông qua sẽ trực tiếp tiến vào truyền tống trận, chuyển tới thất tuyệt tinh hệ. Với cá tính của Tần Vũ, đương nhiên không thèm tranh chấp chi với những người này. Cứ như vậy chờ đợi gần 2 canh giờ, rốt cục cũng tới chỗ tuyển mộ. Cái gọi là chỗ tuyển mộ càng nhiều trọng binh chấn giữ, bởi vì tà thần giới sứ giả vừa bị giết, cho nên phó thành chủ tự mình đến đây chiêu mộ. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, đang xếp sắp lại danh sách. Tần Vũ do không có tông phái nào đề cử, vì thế chỉ có thể bố trí vào hàng ngũ tu huyền giả cấp độ thấp nhất. Chẳng qua đối với những thứ này ông cũng không hề quan tâm tới. Xem ra tà thần giới đối với tất cả tu huyền giả đều có sức hấp dẫn rất lớn. Dù sao đó chính là nơi tồn tại của tà vương Tử Dạ Thương Long. Hơn nữa trong đó có thể nói là một vùng đất chủ phú của tu huyền giả. Đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn có điều kiện được thiên nhiên ưu đãi, không chỉ có vật chất hỗn độn phong phú, hơn nữa cao thủ trong đó lại nhiều đếm không xuể. Tần Vũ sau khi được biên chế xếp sắp cũng không quan tâm đến đội viên cùng tổ với mình, ngược lại thu xếp trước tiến vào trong truyền tống trận. Xem ra cuộc chiến ở thất tuyệt tinh hệ đối với tà thần giới có sức ép rất lớn, cho nên phải tuyển mộ tu huyền giả gấp rút như thế. Còn truyền tống trận lại thiết lập giống như một cái tế đàn, ở giữa phủ động một cái pháp trận màu xanh đen đang không ngừng vận chuyển, bên trong tựa hồ khởi động một không gian pháp tắc nào đó, đem những tu huyền giả này trực tiếp truyền tống tới thất tuyệt tinh hệ. Năng lực thế này đối với Tần Vũ cũng không có gì xa lạ, dù sao chẳng không giả đều có năng lực ấy. Nếu như có thời gian đợi đến khi Tần Vũ cũng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc của tinh vực này, một bước đi hàng ức vạn dặm cũng không phải là chuyện khó. Chỉ có điều mục tiêu của Tần Vũ chính là toàn cả vũ trụ nguyên thủy này. Đảo mắt thời gian, Tần Vũ đã rời khỏi thương thần tinh hệ, đi tới thất tuyệt tinh hệ. Nơi này cũng là một tinh vực bị khai tích trong nguyên thủy vũ trụ, nhưng phạm vi so với thương thần tinh hệ lớn hơn rất nhiều. Lực lượng áp chế quen thuộc lên đan điền Tần Vũ, giống như ở thương thần tinh hệ, hiển nhiên là cùng một người sáng tạo pháp tắc. Truyền tống trận cuối cùng cũng là một kiểu kiến trúc như một tế đàn. Tần Vũ bị truyền tống tới một tinh cầu tương đối hoang vu trong thất tuyệt tinh hệ. Phần lớn người dân đã không còn ai ở lại, nhưng vẫn còn những kiến trúc khổng lồ còn sót lại.
hiển nhiên là đã di tản cách đây không lâu, xem ra nơi này cách chiến trường đã tương đối gần. Đa phần tu huyền giả vì muốn tiến vào tà thần giới đều tham dự trong tràng loạn chiến này. Tần Vũ đi theo đoàn người phía trước, dọc theo ngã tư đường đi thật lâu mới đến một địa phương hoang vu. Bốn phía là tường cao 10 thước, cửa đá đen nhánh thấu phát ra một cỗ uy nghiêm, như thể khi đã bước vào bên trong thì cũng có nghĩa không có cách nào thoát ra được. Đúng vậy, nơi này chính là nơi đóng quân, bên trong cũng có truyền tống trận, lợi dụng truyền tống trận không ngừng đưa tu huyền giả tới chiến trường, song mục đích cuối cùng chính là đạt được công huân để tới tà thần giới. Đây cũng là tư tưởng mộng mị của mỗi tu huyền giả tại đây. Tần Vũ đi theo đám người tiến vào bên trong cánh cửa. Lúc này, một đại hán thân thể rắn chắc, thô kệch, giáp phủ toàn thân hô lớn: "Hạ đảng binh, xin mời đi lối này, các ngươi chưa có tư cách tới chiến trường, biết chưa?" Nói xong, hơn 10 người đều hướng về phía đại hán bước đi. Tần Vũ tất nhiên cũng ở trong đó. "Hạ đảng binh, ngươi cũng không nhìn xem thực lực của lão tử ra sao, không ai tiến cử là hạ đảng binh sao? Thật là ngu xuẩn." Một người đứng trước mặt Tần Vũ xốc tay áo lên, có vẻ phần khí chất thư sinh, thấp giọng oán hận quay đầu nhìn Tần Vũ nói: "Huynh đệ, ngươi là người của môn tông nào? Nhìn rất là lạ, là Lý Hỏa Huyền môn hay là Thủy Thần tông?" Tần Vũ nhíu nhíu mày, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu nói: "À, ta chỉ là một tu huyền giả, không có môn tông." Người nọ con mắt sáng ngời, hăng hắc cười nói: "Nguyên lai ngươi cũng không có môn tông, he he, ta với ngươi giống nhau, chính là tự học mà thành. Ta tự nhận thiên tư siêu việt, sợ là cả ta phong thành cũng không ai có thể so sánh với ta. Bởi vậy người ta phong cho ta cái danh hào Tà Phong Đại Vương Vũ Văn Thác, ngươi xưng hô thế nào?" Tần Vũ xấu hổ cười, thần thức đảo qua ngay lập tức đã biết được tu vi của hắn. Thực lực mặc dù không có gì đáng nói, nhưng đối với năng lực lĩnh ngộ hỗn độn thì không thể đoán trước, trả lời: "Tại hạ Tần Vũ, sau này còn mong chỉ giáo." Vũ Văn Thác cực kỳ hài lòng gật đầu nói: "Nói hay, nói hay, ta cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực tu huyền giả không có ai tiến cử như chúng ta, trên chiến trường mới có thể tồn tại dễ nhất. Chỉ cần có thể sống, lo gì không thể không lấy được công huân. Đến lúc đó tùy tiện lấy đầu một hai chiến thần giới thủ lĩnh, khi tiến vào tà thần giới cũng có ích nhiều. Yên tâm đi, sau này ta sẽ chiếu cố cho ngươi." Vũ Văn Thác tự cao tự đại này đích thực là rất có khả năng, bất quá những lời này không lọt vào tai Tần Vũ chút nào. Tu huyền giả không có môn tông đề cử ước chừng có 50-60 người, theo tên đại hán kia đi tới một khoảng sân trống trải. Trên khuôn mặt dữ tợn của đại hán có một vết sẹo lớn, hiển nhiên là trên chiến trường liều mạng đã lâu. Nét mặt kinh thường lạnh lùng đảo qua đám hạ phẩm tu huyền giả, dương giọng nói: "Từ nay về sau, Long Liệt ta chính là thống lĩnh của các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đem bọn ngươi cứ 10 người chia thành một đội, huấn luyện 3 ngày, sau đó tới Xích Nhật Tinh trước cùng với chiến thần giới quyết một trận tử chiến." "Xích Nhật Tinh không phải là chiến trường chính ư? Ngươi muốn chúng ta làm pháo hôi sao?" Đột nhiên một gã tu huyền giả hô lớn. Những lời này nhất thời khiến một hồi náo loạn. Đám tu huyền giả này mặc dù không có môn tông đề cử, nhưng phần lớn đều tự cho là bản thân bất phàm, đối với lĩnh ngộ diễn hóa hỗn độn chất cũng là có thành tựu. Nghe được phải đi làm pháo hôi đều rất là bất mãn, hoàn toàn không để vào mắt người thống lĩnh kia. Long Liệt nhìn đám tu huyền giả đang dao động, vết sẹo trên mặt bỗng nhúc nhích, đột nhiên giơ cánh tay trái lên, lòng bàn tay nắm chặt mà bên ngoài thân thể không ngờ đã phủ động một cỗ hỗn độn khí kết dính. Tần Vũ trong lòng cả kinh, hắn đã cảm giác được hỗn nguyên trong cơ thể Long Liệt cường đại cỡ nào. Sát na trong lúc đó, hỗn độn khí đã bị hắn diễn hóa thành từng đạo xí liệt bạch quang, trông giống như cuồng long thét giận vọt tới, từ giữa không trung tạo thành một vòng lôi điện áp xuống. Đám tu huyền giả tự cho là mình bất phàm, thấy thế nhất thời kinh hãi, liền vận chuyển hỗn nguyên thả ra hỗn độn khí, tiện đà diễn hóa ra nguyên tố lực lượng. Lôi điện này cực mạnh, trình độ điều khiển đã sớm đạt tới độ thuần thục, nguyên tố lực lượng của đám hạ đẳng tu huyền giả nhất thời bị áp chế triệt tiêu. Long Liệt mắt hổ sinh uy, thu hồi lôi nguyên tố lực lượng, lạnh lùng nói: "Các ngươi chỉ là hạ đẳng tu huyền giả, có người nào đã đạt tới đại huyền cảnh có tư cách gì để đặt điều kiện với ta? Nếu có năng lực thì tới tà thần giới thử xem." Vũ Văn Thác hung hăng nhổ tuẹt bãi nước bọt, thấp giọng mắng: "Lão hỗn đản này, để chúng ta làm pháo hôi mà còn muốn nói lý sao, ngu xuẩn." Tần Vũ tại một bên quan sát, mới vừa rồi trong khi lôi nguyên tố bộc phát,
hắn đã sớm sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Bây giờ nói như vậy cũng không thể nghi ngờ rằng chắc chắn phải một lần làm pháo hôi. Tần Vũ nghi vấn hỏi, tại sao đi tới Xích Nhật Tinh lại gọi là pháo hôi? Vũ Văn Thác hừ lạnh một tiếng, tên tiểu bang tà thần giới này căn bản không xem tu huyền giả chúng ta ra gì. Xích Nhật Tinh này chính là nơi giao chiến khốc liệt nhất giữa tà thần giới và chiến thần giới, có thể nói so với địa ngục còn kinh khủng hơn. Nếu không có một lượng binh lực lớn thì xác suất sinh tồn rất ít lại càng ít. Chúng ta cũng là quân chủ lực mà biến thành vật thế mạng, sớm biết thế này đã không tới. Tần Vũ gật đầu cười nói, ta nghĩ bây giờ có lại cũng đã muộn đâu. Đối với chiến trường ác liệt trước mắt, Tần Vũ cũng không có chút lo lắng nào. Nếu gặp khó khăn trong loạn chiến, có thể bằng vào lục đạo luân hồi toàn mạng trở ra không khó. Sau đó Long Liệt đưa tổng cộng 53 hạ đẳng tu luyện giả chia làm 5 binh đội. Chỗ Tần Vũ chỉ có 10 người, đội trưởng là một đại hán tên là Dương Thiên Hành. Mặc dù có 53 phần thô kệch, nhưng đối với điều khiển hỗn độn lại rất thuần thục. Trong 10 người thì cũng là lĩnh ngộ cao nhất, chuyên tu hỏa nguyên tố lực lượng. Vũ Văn Thác cũng ở trong tiểu đội này, xem ra hắn cuối cùng cũng không đào ngũ. 3 ngày này nó là huấn luyện, kỳ thực cũng chính là để chờ thời cơ chiến đấu. Nếu là thời cơ chưa đến, cho dù có phát động nhiều binh lực cũng không thể thay đổi thế trận. Tần Vũ cũng đợi thời cơ, muốn từ cấm khu tiến vào tà thần giới hiển nhiên không thể. Cho dù là có thể tiến vào truyền tống trận cũng không có cách nắm lấy một chút pháp tắc không gian, cho nên chỉ có thể thông qua thu hoạch công huân mới có thể tiến vào tà thần giới. Ban đêm, giữa sân mọc lên một quả cầu lửa, tất cả đang vây quanh đàm luận kỹ xảo điều khiển nguyên tố lực lượng. Tần Vũ nghe ngóng cẩn thận cũng là cảm khái rất nhiều, mà Vũ Văn Thác bên cạnh cũng là lời nói gió bay, nhưng phần lớn câu chuyện của hắn chỉ là kinh nghiệm tại tà thần giới. Bất quá tu huyền giả bốn phía nghe thấy cũng thú vị, hiển nhiên là không có suy nghĩ gì. Đi tới nguyên thủy vũ trụ đã lâu như vậy, Tần Vũ đối với giải thích hỗn độn cũng coi như có thu hoạch, nhưng chính là vẫn có chút nghi vấn. Vây khốn hắn, có điều nơi này đông tu huyền giả như vậy, chính là cơ hội tuyệt vời. Vũ Văn Huynh, huynh biết nguyên nhân của lần loạn chiến này không? Vũ Văn Thác có chút đắc ý nở nụ cười, chuyện này xem như ngươi đã hỏi đúng người rồi. Tà Phong đại vương ta không chỗ nào không biết cả. Mọi người đều biết chiến thần giới muốn cướp đi của tà thần giới một ít đồ vật, nhưng lại không biết nó là gì. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào. Tần Vũ phỏng chừng Vũ Văn Thác này cũng hơn nửa là nghe người khác nói, bất quá cũng là tò mò nên nói, được, ta hứa với huynh. Vũ Văn Thác nhíu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng hẳn lên, thấp giọng nói, ta cũng không nói quá, kỳ thực tà thần Tử Sắc Thương Long trước khi sáng tạo ra Tam Đại Tinh Hệ có cất chữ một hỗn độn giới thần bí huyền kỳ dị thường. Chiến thần giới phát động chiến tranh, mục đích cũng chính là muốn cướp đi cái hỗn độn giới này. Tần Vũ có chút ngạc nhiên hỏi, hỗn độn giới thần bí nó là cái gì? Vũ Văn Thác ra vẻ thần bí nói, cứ thong thả nghe ta nói. Từ trước khi tinh vực này bị khai tích, nơi này mỗi một tấc không gian đều rất sung mãn hỗn độn vật chất. Nhưng rất lâu trước đây, cả vũ trụ đã hình thành mấy không gian, chúng được giấu bên trong vô hạn vũ trụ, cho đến nay cũng chưa xuất hiện. Cũng không biết tại sao Tử Sắc Thương Long lại có một không gian như vậy. Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ, người nghĩ ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ vũ trụ này có thể tự nó sinh ra không gian? Ta đoán tất cả tu huyền giả cũng sẽ không tin lời ngươi nói đâu. Vũ Văn Thác hừ lạnh một tiếng, tin hay không tùy ngươi, sớm biết rằng ngươi sẽ không tin mà. Tần Vũ không nghĩ đến Vũ Văn Thác lại nói như vậy, tức thì nghiêm túc nói, được rồi, chúng ta nói chuyện khác. Ngươi biết vị pháp thần hay đại huyền cảnh trong lời bọn họ nói là như thế nào không? Ngươi nếu là tu huyền giả, tại sao không biết điều này? Vũ Văn Thác ngạc nhiên hỏi. Tần Vũ lạnh nhạt cười, ta mấy trăm năm nay đều bế quan tu luyện, cơ hồ không có gặp qua người nào, cho nên đối với chuyện này cũng không rõ. Vũ Văn Thác giật mình nói, nguyên lai là như thế, để ta đây giảng giải cho ngươi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.